đột nhập chạy nhện bóng đêm Chuyện là mình mới vừa về quê thăm nhà một chuyến Nên mình ghé thăm mong anh sẵn quay video về chạy nhện của ổng Có rất là nhiều thứ hay ho ha luôn nha, đồ để làm một series luôn á Bắt đầu với một loài nhện mới nổi gần đây trên kênh của mình Guti Safi và bầy con của nó Nhện mẹ rất là đẹp luôn Mới cho ăn nên bụng căng tròn luôn các bạn Mà Mika hơi dơ nên là để mình quay bé khác cho dễ quan sát ha Một bé đực ha, size này thì chưa có trưởng thành đâu đây là cảnh dân chuyên bắt nhện này các bạn Người bình thường như tụi mình thì ngắm mà được rồi Đừng có tay máy nguy hiểm lắm Không cần mình nói thì chắc các bạn cũng đủ thấy được Đây là một dòng nhện rất là đẹp với cái nhan sắc vật này thì nó luôn nằm trong top các lựa chọn để nuôi kiển Ngoài ra còn có thêm hai lý do nữa Đầu tiên là vì là nhện cây nên rất phù hợp để setup bể kiển Thứ hai đây là dòng nhện có thể sống cộng đồng mà các bạn Nghĩ là các bạn có thể nuôi một phát 10 con trong cùng một bể Lúc đó thì trong bể không chỉ có màu xanh mà còn có màu tiền nữa đây là anh mình đang thả thêm baby vừa nuôi chung Trong cái bể này là có khoảng 20 baby rồi các bạn À baby size này đã có thể về nhà mới được rồi